Xin chào bạn, tôi Fan đang nhân bạn trên trang web là fankinto.com. Thì vừa trước chúng ta đã gắn xương làm vật chuyển động được rồi, tạo nên điểm control rồi. Thì như tôi đã hứa bạn, ta sẽ tìm hiểu một số cái công cụ đơn giản trong đây nữa. Nó hỗ trợ rất nhiều cho việc mà chúng ta đặt khóa cây làm vật chúng ta chuyển động. Rồi, thì tôi sẽ làm thử cho bạn xem nào. Thì đầu tiên á, thì cái đầu tiên là chúng ta setup thì không nói rồi. Cái đầu tiên là dùng để liên kết những cái điểm control này với cái xương với da ta. Thì cái đó anh ta đã học rồi ha, cái số 1 nè. Bạn nhìn cái số tự nè, nhiều khi ta nói mà không rõ thì bạn nhìn số tự nè. Rồi, thì tiếp theo tới cái phần mà clip control này là nó sẽ lật thôi. Ví dụ như sau này bạn làm cái chuyển động cái tay này đưa lên, thí dụ vậy. Thì hiện tại là cái nhân vật này đang thuận tay, đang đưa lên bên tay này ha. Bạn muốn chuyển qua từ tay trái tay phải thì bạn nhấn từ chọn này. Thấy chưa? Thấy dễ chưa? Thì nó sẽ chuyển từ cái điểm control này qua điểm control kia. Ok ha, rất là dễ ha. Rồi clip là lật thôi, số 2. Còn cái số 3 là gì bạn? Cái số 3 mirror nghĩa là đối xứng thôi. Nhưng giả sử như cái tay phải chúng ta đang như thế này thì bạn muốn đối xứng ở bên tay kia nó cũng như thế luôn. Có thể là tay trái nhân vật chứ. Rồi ví dụ như mà tay trái đang đưa lên gì ta muốn tay phải nó cùng đưa lên giống luôn thì bạn click vô đây, bạn click vô cái tùy chọn là mirror. Thấy chưa? Thì bên tay trái tay phải đều đưa lên cùng lúc luôn. Cái tính năng này tiện lắm bạn, ví dụ sau này các bạn làm cái nhân vật đang cầm một cái đồ vật gì đó thì bạn làm bên một tay trái rồi sau đó bên tay phải bạn chỉ cần click cái này thôi thì nó đối xứng qua. Như cái ví dụ như tay này nè, tôi cho nó xuống như này. Rồi, tôi muốn nó bên kia nó giống gì luôn, bên tay phải giống gì luôn thì tôi chọn tay trái sẽ tôi giết chọn chữ mirror. Ok ha, dễ ha. Số 3 mirror là đối xứng hai bên giống nhau. Rồi, cái thứ tư là reset control, bạn nghĩa là nãy giờ chúng ta chỉnh cái gì ta không biết chỉnh tùm lum hết rồi thì chúng ta reset lại. Quay về tư thế chữ T. Đó. Lưu ý ha, tôi đang chọn control nào thì nó reset cái control đó thôi. Còn bạn không chọn cái nào hết thì bạn nhấn thì nó yêu cầu các bạn là phải chọn cái control tổng. Control tổng ta là gì bạn? Cái control con master nè, click vô đây. Nó thì nó reset hết tất cả các nhân vật của ta luôn bạn. Tất cả nhân vật của ta luôn. Lưu ý ha. Nếu bạn đang chọn cái control nào bạn reset thì nó chỉ reset cái control thôi. Cái điểm điều khiển đó thôi. Còn nếu bạn chọn cái control tổng nè, cái con master này là cái control tổng của bạn. Nhưng những điểm điều khiển đó, nó chứa hết tất cả những điểm điều khiển con bên trong. Đây là nó là cái tổng nè. Rồi bạn nhấn cái chữ reset thì nó sẽ reset hết tất cả. Lưu ý ha. Rồi. Tiếp theo cái số 5 là gì bạn? Cái số 5 là cái mirror track nè. Cái này là đối xứng cái này là gì? Cái này là dùng để sau này các bạn thực hiện tới phần máy animation chuyển động tôi sẽ nhắc lại này nếu có thời gian ha. Là cái hành động lặp lại thôi chứ không gì bạn. Ví dụ như cái chân phải nó đang bước về phía trước thì cái hành động nó sẽ lặp lại trong khoảng thời gian bao lâu á thì thôi đi tới cái phần mà animation á thì bạn mới hiểu được. Tới phần animation á ta bật qua bên cái giao diện chuyển động á thì bạn mới hiểu. Còn bây giờ bạn chưa có phần chuyển động á, chúng ta chưa làm tới cái phần chuyển động nên bạn chưa làm được cái này đâu. Thì tôi sẽ dành một cái video riêng nói về cái phần này, cái phần mà copy chuyển động trên mic mode xuống cái list đi, xuống cái semaphore chúng ta. Rồi, tôi sẽ nói về cái phần này một video riêng các bạn, cái mocap to controller nè. Là nó liên quan tới cái này. Rồi, cái copy với cái dán cái control này, nghĩa là ví dụ như bạn theo này bạn đặt khóa cây làm chuyển động á thì tại một cái cây RAM là một cái thời gian nào đó thì giả sử như cái này nó đang đưa lên gì thì bạn nhấn cái chữ copy. Rồi tới một cái thời điểm nào đó bạn chuyển động như thế nào rồi đó thì bạn muốn cái vị trí nó quay về cái địa điểm hôm nãy ta control quay về cái vị trí nãy ta copy á thì bạn nhấn chữ space. Thế giờ thì nó dán lại cho chúng ta thôi. Cái này nó rất hữu dụng khi mà ta đặt khóa cây chuyển động bạn. Ví dụ như chúng ta đang cái tay ta đang ở một cái hành động nào đó, ví dụ gì đi, rồi ta copy lại, rồi đến một cái thời gian khác thì cái tay chúng ta đã không còn như cũ rồi, nó làm một cái hành động khác gì thì chúng ta muốn quay lại cái giao diện đó, muốn quay lại lưu lại cái vị trí mà chúng ta đã copy thì nhấn chữ space. Ok, dễ ha. Những cái thao tác này nó rất nhìn thấy nó đơn giản lắm nhưng mà nó rất là tiện ích các bạn. Nó làm cho chúng ta đỡ mất thời gian. Sau này chúng ta đặt khóa cây chuyển động qua cái giao diện anime á, nó làm chúng ta tiết kiệm thời gian nhiều lắm. So với những cái plugin kia, thì nó cũng có thể làm được cái chuyện gắn xương đơn giản như giống gì, nhưng mà nó không hỗ trợ chúng ta những cái công cụ làm chuyển động này. Ok ha. Rồi, tiếp theo tới cái số 8 nè bạn, là reset rotation là xoay. Nghĩa là reset xoay đó, ví dụ như bạn làm với nhân vật chúng ta là xoay như thế nào đó. Ta lấy ví dụ ha, làm nhân vật chúng ta xoay như thế này. Đó, thì bạn muốn reset lại cái control này xoay thì bạn click vô đây thôi nè. Nó sẽ reset về cái góc xoay bằng không mặc định lại. Ok ha. Rồi, còn cái gì nữa ta? Còn cái này là cái gì? Nút hiển thị hay ẩn xương thôi bạn. Nhưng mà hiện tại nó đang bị lỗi, nó không hiển thị. Thật ra cái nút này là nó dùng để ẩn cái xương ta. Thật ra cái nút này bạn, nó giống như là cái filter mà chúng ta bật cái chỗ zone này bạn. Ẩn cái zone nè. Nó ẩn cái xương thôi chứ không gì.
lúc này nó bạn nút bật hay tắt ẩn sương thì thật ra nó là cái filter mà chúng ta tắt cái này thôi nè, nó cái nên cái này nó không không quan trọng đâu các bạn ha. Hiện tại nó đang bị lỗi gì đó tôi không biết nữa. Rồi tiếp theo cái nút này, cái nút này là dùng cái nút dùng để chọn bật này bạn, bật vô đây để chúng ta chọn cái nhân vật chúng ta, trường hợp mà chúng ta không có khóa cái laser, không có khóa laser nè, để tránh chúng ta chọn nhầm vô cái lớp da, ta chỉ chọn cái control thôi thì bật cái nút này. Thực ra cái này nó là cái tùy chọn nè bạn, thực ra cái đó là chính là cái tùy chọn select, tùy chọn gì ta, select filter nè bạn. Nè mặc định bạn sẽ thấy đây nè, khi ta chọn thì được, ta thấy chọn được tất cả đúng không? Rồi khi ta lướt vô nút này bạn thấy điều gì xảy ra, bạn vô select nè, vô cái filter bạn thấy không, nó không, một số chỗ nó đã bị ẩn rồi. Ẩn cái gì bạn? Ẩn nó chính là ẩn cái polygon, ẩn cái những scenarization, ẩn cái subdivide surface. Nó ẩn cái đó là ẩn gì bạn? Thực chất nó ngắn gọn cho bạn hiểu là ẩn cái lớp da, nghĩa là khi bạn bật cái này lên á thì bạn thấy cái bộ filter nó đã bị ẩn bớt nè, ẩn bớt những cái tùy chọn này, những cái mà chúng ta không đánh dấu chắc á, để chi, để cho chúng ta không bị chọn dính cái lớp da bạn, để chúng ta hạn chế chúng ta chỉ chọn đúng được những cái control thôi. Nè tôi chọn lớp da không được nè, thấy chưa, mặc dù tôi chưa có khóa laser, giả sử tôi không khóa nè, laser tôi đang khóa cái lớp da ha, đúng rồi, khóa lớp da nè, giả sử như cái laser lớp da tôi không khóa nè mà tôi chọn không được cái lớp da luôn, tại sao vậy? Nè thôi, nó để cái phần mềm nó hỏi, nó tránh cái việc chúng ta chọn nhầm cái laser, cái laser lớp da. Đó, để chúng ta chọn đúng những cái điểm control chúng ta điều khiển thôi. Lưu ý ha, cái nút này cũng rất là hay, rất là tiện ích các bạn. Thực ra là nó cái nút đó là cái nút này nè, chúng ta tắt những cái filter thôi, tắt những cái bộ lọc mà cái vùng chọn á, nó tắt cái mẫu logan hai cái này với cái này. Bạn muốn cho nó hiển thị đầy đủ lại để có thể chọn được á, chọn được cái phần lớp da của nhân vật chúng ta thì bạn lít vô đây là cái nó, thì bạn thấy nó sẽ chọn đầy đủ cho chúng ta nè. Thấy chưa, polygon có nè, hai cái này có luôn nè, silver survey có luôn nè. Đó, thì khi này bạn hãy chọn được lớp da nè. Đó, nó ta chọn được cái lớp da ta nè, nó này chọn lớp da nè, để nó tránh cái việc chúng ta chọn nhầm lớp da đó bạn. Chọn lớp da lỡ bạn có chỉnh sửa gì nó đi sai vị trí thì sao, vô tôi chỉnh sửa bạn thấy sai vị trí nè, trường hợp nó đã gắn xương rồi nhưng mà nó ý là bạn nó vậy bạn không thể nào chọn dính được cái xương bên trong nó, ok ha. Nên cái này quan trọng lắm, lúc này cũng hay lắm. Rồi tiếp theo cái số 11 là tùy chọn set select, select set nghĩa là chúng ta chọn khu vực thôi, dù chúng ta chọn cái xương chỗ nào đó thì nó sẽ chọn chúng ta cái khu vực đó, dù chúng ta chọn cái xương chân thì nó sẽ chọn nè, ví dụ ta đang chọn cái xương chân dưới đây ha, ta nhấn cái gì chọn này đó, thì nó sẽ chọn chúng ta tất cả những cái xương chân có liên quan đến chỗ đó, từ cái chỗ này lên tới chỗ này luôn nè, thấy chưa đó. Ví dụ chúng ta chọn cái chỗ cái xương bụng đi, cái chỗ cái control đây ta lít vô cái chuyện nút này, nó sẽ chọn hết chúng ta ba cái khớp xương chỗ liên quan tới cái bụng, nói chung là nó chọn vùng của bạn, cái vùng có liên quan tại tại vị trí đó chọn này. Bây giờ nó chọn hết tại những cái vị trí có liên quan từ cái chỗ mà cái cổ tay này trở về sau là ngón tay luôn, ok ha. Đại khái này là chọn vùng, chọn cái vùng xương chứ phải là chọn một cái xương, một cái vùng xương. Không tin thì tôi sẽ lít vô đây cái chữ view nè, lít cuộn tới cái nơi mà đang chọn nè, thấy chưa, chọn nguyên cái vùng xương hết tất cả này luôn. Rồi đại khái là gì ha, cho bạn hiểu ha, nó tiện ích, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó rất là hay bạn. Rồi tiếp theo cái copy track này á, cái này là gì ta, copy track này á là cái sao chép cái việc copy track khi nào mà qua tới phần anime bạn, tới phần mà đặt khóa cây chiến động thì có thể là tôi nhắc lại đại khái là tôi nói gì cho bạn dễ hiểu ha. Giả sử như chúng ta sẽ có hai nhân vật, rồi cái nhân vật này chúng ta đã làm chiến động hết đầy đủ rồi, đã hoàn chỉnh hết rồi, còn một cái nhân vật khác chúng ta mới có gắn xương à, chưa có chuyển động hết á, thì bạn hãy dùng chức năng này copy track nè, là copy chuyển động, copy chuyển động từ cái nhân vật mà đã làm hoàn chỉnh rồi á qua cái nhân vật mà chưa làm gì hết, nó sẽ dùng chức năng này rất là hay ha. Thì cái nhân vật kia nó tự động nó cũng sẽ chuyển động theo thôi. Rồi và lưu ý là cái lon này có nghĩa là nhân bản, có nghĩa là cái file gốc chúng ta thay đổi thì cái file mà copy nó cũng thay đổi theo luôn cái lon nè. Còn cái order này thì cũng tương tự vậy, nhưng mà hai cái file đó bây giờ nó đã tách biệt với nhau rồi, nếu bạn chỉnh sửa file gốc thì cái file mà sau khi chúng ta copy á nó không thay đổi theo, bởi vì này hai cái này phân biệt cho rõ ha. Cái lon là nhân bản, còn cái order là hai cái file đã tách biệt với nhau, không còn mối liên hệ gì nữa. Bạn chỉnh sửa cái file gốc thì cái file mà copy á nó không có thay đổi theo, còn cái lon thì ngược lại, hai file lúc nào nó cũng phải giống y chang nhau. Bạn chỉ cần chỉnh sửa một cái file này thôi thì cái file kia nó sẽ copy chuyển động y chang nhau, phân biệt cho rõ. Rồi còn cái này thì tôi để một cái video sau tôi hướng dẫn các bạn đi, cái này là copy cái chuyển động thôi. Thì từ đầu video đến giờ, từ đầu mà khi chúng ta học về cái lớp tin mà rớt chơi tool này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta chỉ mới có tạo được cái những điểm control, những cái điểm xương thôi, mà chúng ta chưa có làm cái chuyển động đúng không, chưa làm chuyển động, chúng ta chỉ mới làm được cái chữ chuyển động mà thủ công thôi bạn. Có nghĩa là bạn thấy là làm thủ công bằng cách là bạn tự làm mấy cách thủ công á. Tôi lấy ví dụ ha, giả sử như tôi qua cái giao diện tiêu chuẩn đi,
Tôi lấy ví dụ ha, làm như vậy gọi là làm chuyển động thủ công. Như là bạn có thể là chọn cái gì đó, ví dụ như tôi chọn cái thời điểm cây RAM được số 0 nè. Rồi tôi sẽ đặt cái cây tự động đi. Rồi tới thời điểm giả sử như là 20 RAM, tôi sẽ cho cái control này tôi di chuyển lên đó. Tôi ví dụ đó ha, đó, đơn giản là đưa tay lên. Rồi thời điểm đó, giả sử như tới thời điểm đó tôi cũng cho cái chân tôi đưa lên như thế này đó. Đưa như thế này, đưa ra phía trước, đá ra phía trước. Ok. Rồi tới thời điểm này á, thì giả sử như tôi cho cái tay này nó hạ xuống đó, tôi cố tình làm cho nó có chuyển động như đây. Rồi cái rotate này tôi cho xoay xuống luôn. Ok. Thời điểm này giả sử như cái chân này á, thì tôi cũng cho nó hạ xuống. Ok. Thì bạn muốn cái chân mà nó so sát mặt đất, các bạn ở đây nó sẽ có cái thuộc tính nè. Bạn chọn đây nó sẽ đây, tự động cái chân nó sẽ đụng xuống mặt đất, nó lùi lại bạn, tại vì cái giò nó không thể nào mà thẳng ra qua được nó. Ok. Rồi thì ta được gì, ta đặt khó cây, sau đó ta test thử đó, thấy chưa. Rồi ta cho thẳng thời gian khoảng 50 frame thôi đó. Thì cái nhân vật chúng ta gì gọi là đặt khóa cây chuyển động thủ công, là nghĩa là ta tự đặt hết, tự đặt ha. Thì đây ta làm cái chuyển động đơn giản thôi, ta demo cái việc mà chuyển động đơn giản thôi. Thì bạn nào rành đó thì sau này chúng ta sẽ học về cái phần anime thì bạn sẽ hiểu rõ hơn đó. Anime là làm chuyển động nè, đặt khóa cây từng cái, giống như là bạn thực hiện nào mà giống như bạn nào đã học qua những cái phần mềm 2D như là After Effects đó, thì đặt khóa cây này chuyển động y chang như thế. Nhưng mà này chúng ta làm trong cái phần mềm 3D thì tương tự như Maya rồi đó, những phần mềm Blender đó. Ok ha. Rồi thì đây là cái cách chúng ta làm thủ công. Thì tới cái phần mà làm chuyển động thủ công thì bạn tôi sẽ nhắc lại cái phần này. Giờ chúng ta chưa phải lúc chúng ta nhắc về nó. Tại khi nào ta tới cái phần này nè bạn, tới cái phần làm thủ công nè. Làm thủ công mà gắn sư làm cho nhân vật chuyển động, đi bộ, chạy bộ, con ngựa chạy đó, thì ta sẽ nhắc lại cái này. Rồi thì trong trường hợp chúng ta muốn lấy copy những cái chuyển động mà có sẵn trên Mikamo xuống bạn, trên đó cả hơn cái ngàn á, ngàn hai ngàn cái chuyển động gì đó, đánh đấm đá hay là nhảy gì đó, nói chung nhiều lắm. Chúng ta muốn copy cái chuyển động nó xuống cái file này làm sao, xuống cái nhân vật này làm sao. Rồi thì hẹn các bạn qua video sau ha, video sau làm đi chứ làm một video dài lắm. Rồi tôi kết thúc video này đi. Rồi Tú Phan đã dẫn các bạn trên trang web là phankintu.com. Hẹn lại các bạn.